Bắt đầu hôm nay mới quay một chút lan xem sao. Vừa nãy đã thấy người ta trồng cái thuyền thuận buồm xuôi gió khá là ý nghĩa và bao nhiêu tiền một cái chậu như này ạ? Dạ. Xem cho sếp biết. Này tính tiền chậu này là bao nhiêu? Tính tiền chậu này là bao nhiêu? 11 à Khánh? 12. 12. 12 cây à, tính cây nhân lên. Cây. 33 800. Cái chậu này nó bằng cái gì đấy? Gỗ. À, gỗ. Gỗ giả đồng. Anh thuận buồm xuôi gió đúng không? Đấy. Cái gì kia? Cái này là mấy nhỉ? Bác cái này là đều mấy? Một cái chín có 2, cái chín có 7. Thuận buồm xuôi gió. Cái 7 kia. Không tính buồm. Cái đấy 7. Đâu? 2 cái 9. 1 2 3 4 5 6 7. 7 bao nhiêu thuyền phóng ạ? Không có thuyền là 650. Có thuyền là 700 à? Tức là 700 cả thuyền cả cửa hoa đúng không? Hay là không thuyền không? À thế à? 700.000 một cái thuyền này đúng không? À. Thuyền hoa là bao tiền một nhánh ạ? 1111 200. Tính cứ thế nhân lên đúng không? 200 một cái. À, tức là cỡ thuyền khác nhau thì giá khác nhau. Một cái 900, một cái 700 là riêng cái thuyền. Kia một cái giả đá kia. Một cái đó. Lan Hồ Điệp. Đấy, cái mầm này rất to, không biết là bao nhiêu. Không biết là bao nhiêu cà hoa đây. Rất nhiều. Đẹp quá. Trời, trọng 9 cây. Ai cũng hớn hở, ai cũng tất bật. Còn chỉ có mình là trầm lắng đi quan sát. Đây là lan Sato. Cái này thì năm nào cũng nhiều, rất là đẹp. Sato. Rất nhiều những cái mặt hàng kể cả gia dụng. Ấm gỗ. Trước mua cái khay như thế kia. Mua rồi nên thôi. Xem quất tí nhỉ. Đây là quả to đấy. Quả to đấy. Quả rất to đấy con. Quả to. Quất quả rất to quá. Thưa nhưng quả to. Hàng này các chị để các chị mua thôi. Quả to, rất quả rất to. Ôi. Đây này hai cây này, một cây kia thì cây to hơn. Cây này triệu 3. Cái đeo cửa. Triệu 3. Cái này như em nói là chị kia. Đơn giản và nó đẹp. Cây nhà nó đẹp thôi ạ. Ở đây nhìn thấy
chắc phải tầm hơn 3 triệu. Trong đây mà gọi anh gọi ở đây luôn. Nhờ chú ở đây kia là báo giá là cũng không quá nói thách đâu. Quầy quất này rất nhiều người quan tâm về quả to. Đa số người đi mua quất là thích quả to đấy. Dáng thế thì thực tế là nó gần như gần giống nhau rồi. Cứ đi loanh quanh này các bạn, thấy cái gì thì dừng lại ở đấy. Tôi thích một cây hồng trà nhưng mà có vẻ nó khá là đắt. Đây, hồng trà. Cái lọ men dạn này bao tiền bác? Tôi thích một cái lọ đấy để cắm đào, nó rất là hợp. Nó có cái nét xưa. Và nó cực kỳ hợp với đào. Những cái bình, những cái lọ như vậy. Mai đỏ. Mai đỏ. Giống du nhập Trung Quốc. Du nhập Trung Quốc. 5 cây. 1.8 triệu à? Đẹp. Mai đây. Đẹp hơn 100.000 cây vào. Đẹp. Vàng Sato rất là đẹp. Không biết tôi có nói sai tên không bác Công Tản. Cá. Đấy, vẫn là cái khung cảnh của vẫn là cái chợ xưa, nhưng mà mặt hàng nó đã khác. Vào ngày Tết nó đã khác. Đấy, nhà nào cũng dọn hết cây vào một chỗ để bày hoa này. Tấp nập lắm. Trăm người bán, vạn người mua rồi. Ai cũng bán được hết. Người bán được ít thì người bán được nhiều. Ai cũng có lãi. Đúng lắm. Nó có cái khu vực để người ta tập trung đến mua, nó rất là có lợi vào chỗ đấy các bạn. Đấy, cho nên là dân vùng này, miền đất lành, người ta đến làm ăn rất là nhiều. Đẹp chưa? Đẹp không? Đây không được nghịch đâu, đấy ngắm thôi không sờ vào. Rồi, chào bác, tôi lại tiếp tục đi chơi. Có dịp các bác đi vào một vòng sẽ rất là thú vị. Độ quyền. Quyền đỏ, đỗ quyền hồng. Đầy đủ cả. Cây kia bao nhiêu? 3.5 triệu cây này. Đỗ quyền đoá. Quyền đỏ. Màu cực kỳ tươi. Rực rỡ, rất rực rỡ. Hai chậu bên hai thềm nhà. Quá đẹp. Quá đẹp. Với những người chơi hoa thì quá tuyệt vời. Chi mai nhà đống quệ nở quá, nở rất là rực rỡ. Rồi đi, cố gắng đi hết một vòng xem sao. Người nói chuyện một mình. Đây,
Philip. Hãy bắt chúng ta không mua nữa. Đó. Đủ. Philip. Hay là giả luôn. Đủ luôn kia. Cái này màu đỏ. Hai hàng, mỗi hàng ấy thôi, mỗi hàng 6 cây 246. Không cứ để cho chồng nó đẹp vợ. Thế thôi. 3 tiền một khóm này các bạn. Vợ đi đi chọn đi treo đi, trồng tông thôi. Đấy, treo. Treo này nhá. Treo. Đấy phải treo được 2 lên. 12 cây là 500. 2 lên hoa to. 12 cây là 500. Không, treo treo cái móc treo quần áo ấy. Treo trên cái quần áo này treo được 2 lên. Mỗi bên trồng rất là hay. Đấy, cứ lên bó vào nhau. Rất là hay. Độc đáo đấy. Cái này đâu? Mưa xuân, có mưa xuân. Mưa nhưng không ngăn nổi dòng người đi chợ, đi đi mua, đi mua sắm. Nhất là nay là ngày cuối tuần đúng không ạ? Bất chấp thời tiết. Mà có thời tiết như này đi mới vui các bạn. Bây giờ mà Tết mà nắng nóng thì quả là buồn. Chỗ này xem có cái gì đặc biệt không? Để tôi sẽ kết thúc ở chỗ này. Như vậy là cũng gần là hết một vòng chợ rồi. Kết thúc vào một cái đào các bác nhé. Cảm ơn các bác. Chào đón năm mới. Nhiều sức khỏe, may mắn và thành công các bác nhé.